Và xin giới thiệu với mọi người, đây chính là tẩy da chết của Shigen muối biển xanh. Đây là một sản phẩm thuần chay và 100% chiết xuất từ thiên nhiên, cũng như là cam kết không có thử nghiệm ở trên động vật. Sản phẩm này sử dụng một cái công nghệ rất là mới, đó chính là công nghệ sử dụng hạt vi sơ thực vật. Đầu tiên nó sẽ giúp cho da của mình khỏe hơn, và tiếp theo thì nó cũng sẽ dễ dàng có thể được rửa trôi, và nó sẽ không có tạo ra những cái hạt vi nhựa để mà bảo vệ môi trường tốt hơn. Thì Vân sẽ test thử cho mọi người xem nhé. Đây, ở trên da thì mình sẽ có một cái màu xanh như thế này. Mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Thì những cái thành phần có ở trong tẩy da chết của Shigen thì có nhân sâm nè, có hoa thanh cúc nè, có muối biển xanh và rất nhiều những cái dưỡng chất tốt cho làn da nữa. Thì khi mà mình test ra như thế này, đây là một cái sản phẩm mà rất là phù hợp cho những người da nhạy cảm hoặc là những bạn mà mới skincare. Mình có thể loại bỏ đi những cái lớp da chết để cho da mới được hồi sinh. Và sau đó thì khi mà mình sử dụng những sản phẩm dưỡng da thì nó sẽ dễ dàng, nó thẩm thấu hơn. Với hạt vi sơ thực vật thì nó rất là mềm và nó cực kỳ dịu nhẹ. Và khi mà mình chùi đi á, thì cái này nó sẽ có được một cái lớp cấp ẩm tự nhiên. Vì tất cả những sản phẩm của Shigen đều hướng tới việc làm sạch và cấp ẩm để cho mọi người có một làn da khỏe và đẹp bên trong. Bây giờ Vân sẽ rửa cái này nha. Ta-da! Và đây là tay mà Vân đã sử dụng tẩy tế bào chết vừa mới rửa tay xong. Còn đây chính là tay chưa sử dụng, thì mọi người cũng thấy là da của mình cũng đã bật tông hơn rất là nhiều. Cho nên là mọi người hãy sử dụng tẩy da chết của Shigen thường xuyên để mình có thể dưỡng da khỏe đẹp từ bên trong nhé. Hãy cùng với Shigen yêu bản thân, đẹp cộng đồng.